trái tim vỡ nát tuổi tan đầu, tình là sầu đời là mộng, mẹ đây mới tiêu đôi cánh. Lại phận mình càng thương, con ơi suốt 18 năm qua mẹ cam khổ sợ biết mấy chừng, chờ đợi ngày dạ chào thầy, dạ mời thầy ngồi, dạ mời thầy dùng nước. Đã nhiều lần rồi tôi gian em, đừng có kêu tôi bằng tiếng thầy, tôi nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn kêu thầy bằng cái gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng yếm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Thầy cắn rứt chân, tôi mong chuộc lại lỗi lầm để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình hoặc ba thằng tắm hay chỉ bằng anh thôi. Mình tha thứ thì không có tha. Nguyện ơi từ nay chúng ta ôi còi tên nhau chỉ đã nói thơ sâu không. Nếu đời còn tan biến chúng với chân bó mình nằm thì không được quay. Buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ,
còn cho vừa ý anh thì sẽ thêm một người phụ nữ khác, đó là vợ của anh, sẽ khổ đau. Ôi thầy, anh để cho tôi cam bề rồi chi tình yêu thua mang đầu như nước chảy qua cầu, vừa gặp thì đã xa. Thôi thì tình của chúng ta riêng đành chịu xót xa, miệng cho con khôn lớn nên người để nhớ tròn bổn phận của anh, tiếc làm gì cái vợ tóc xanh. Mặt gối thiếu còn dáng vợ, trong anh chót nền trời đấy đó, quyến hương và cuộc sống tuyệt vời. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, còn chúng ta hãy sống như cho em nguyên nhân trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không ai bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình đứa sức vô. Tháng tháng ngày ngày đang rào tỏ trên sông dừ, nhưng từ lâu rồi giấc mộng xưa từ lẩu cam trong chài, tình gối trắng nay phải chiều lăng lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng, chiến tranh thề không thể nào tay nhau. Rương xưa đã vỡ làm đôi mỗi người một, chúng ta so
vào bước chân con đang chập chân chân đơn. Quãng đường xa còn trong cái thâm thầm xa vời, thằng tắm nó sẽ như thế nào trước cánh trở đời bán lời mua danh. Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bội bạc phú. Nhưng mà anh đã nói từ miệng nhỏ đến lớn, nó không thiếu một thứ gì. Em biết không, nó có yêu lắm em mà. Anh Minh à, theo tôi như vậy cũng là chưa có đủ. Mà thương con á, là phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn chúng ta ngày chưa. Ngập trong lớp rong riêu cặn bã áo tù, hãy chấp nhận cho nó bay để nó bay. Rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó, hiện tình khốn khổ của anh, một cổ đôi ba chồng. Cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là Nguyệt à, từ lâu em đã tự kiệt xua đuổi, nhưng lần này em hãy cho anh thỉnh thoảng. Không được đâu anh. Không được, có nghĩa là em định mất thêm một bức nữa như người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi ích kỷ, thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa. Anh về nhau. Dạ, anh về. Hay quá anh cho mà. Lâu rồi em mới hát Zalo với anh. Chúc anh ngủ ngon nha.